Đi về bà nội. Mày đi từ hồi sáng tới giờ. Đi về, về trưa rồi. Hay về đi. Đói bụng quá trời đói bụng. Về ăn cơm mày ơi. Đâu á, sáng giờ tao chưa ăn gì trơn á. Hồi sáng khi mày ngủ bây giờ thì mày bò. Ai đâu mà chịu nổi mày hả? Bò bò hoài. Bò lên cây ông bò. Mày bò mày bò. Đây nè, đi ngang mà nó đạp mày chết. Đi về. Trời ơi trời, coi kìa, có mé kìa. Mẹ bò mẹ đưa cái đít ra vàng vàng ha. Cái đít này mà đạp một cái thì thôi rồi. Đi về đi bà nội. Ok. Đi về đi. Dẫn cái gì mà biết về đi. Trời ơi, không giờ không chịu bò giờ. Giờ kéo lên lết nó mới đem chịu đi rồi trời. Thôi mà, về đi. Về đi mà, cứng cứng. Giận hả? Về. Về đi, tao thương về vậy. Dạ, trời giờ mẹ giận luôn rồi. Giờ không chịu đi nữa kìa. Giận luôn rồi. Tao nói với mày mày giận giận đó. Hồi nó đi nghe nó đạp mày chết đó chứ mày giận. Về đi. Về đi mà cục cưng về đi. Giờ mày về không? Không về tao bỏ tao về luôn á. Tao đói bụng quá trời rồi. Hồi sáng đi từ hồi sáng giờ mà mày chưa chịu về nữa. Đi về bà nội. Chẳng lẽ giờ tao cầm mày về hả? Có chân á thì tự bò đi. Miễn sao giờ nằm giá mày nằm giá đây nè ra. Nằm đây còn tao đạp mày. Trời ơi là trời. Đi về đi bà nội. Đi về nè nè. Khiên dạ. Giờ không chịu bò tao khiên mày dạ. Trời giờ không chịu lên luôn rồi. Về về về. Về đi. Mày về không? Về tao đi về à. Dạ dạ không? Không về, không về. Dạ dạ không? Đừng có làm tao bực nha. Bực lên. Chết chứ đâu. Dạ không, dạ không? Trời ơi, cái mẹ kìa, mẹ xạo chó ghê trời. Mới có đập một cái thôi là mày xỉu luôn rồi. Thôi đi về đi, về đi đưa đưa mà, về, về. Về tới. Về thì thôi, tao đi về. Tao đi về. Ê. Ê. Sao im ghê rồi mày, không bò nữa. Ê. Mới hù hù xíu im ghê luôn rồi. Ê. Tỉnh dậy coi. Ngủ hoài. Sáng rồi, sáng rồi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Ngủ hoài. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Tính gì đi mà trời ơi giận hả, tính vậy đi má mày, tính gì tính vậy quỷ à, thấy to mày thấy không, mày thấy không, thấy không, tính gì mày giả chết hả, mày giả chết hả, tính gì đây má, tính gì đi mà, tính gì đi, ăn sáng đi, ăn sáng nè. Sáng sáng đi ăn sáng, đi ăn sáng cái gì, đi ăn sáng cái gì, đi ăn sáng má ơi, thiệt bà nằm ở đây mà hồi đến nó đi ngang nó đạp bà chết. Ok mày thấy không, mày thấy không, mày thấy không, mày thấy không, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Trời là trời.
Nằm ở đây thế nào đi nghe nó cũng đạp mà bà. Ngủ gì kỳ cục. Tỉnh dậy đi. Quỷ à. Quỷ à.